Hello, Lee Hoan của Compact. Trong bài trả lời clip này thì mình sẽ review 8 tựa game Rainbow Steel Story. Thì đó là tựa game đầu tiên mà mình sẽ chơi trong video này. Các bạn hãy cùng mình đi khám phá tựa game này trước tiên nào. Cần hết. Bỏ đi. Bỏ đi. Còn ai nữa? Bước ra đây. Thiên giống mình. Ai ra tay nhanh nhận? Đỡ đi. Ô, bạn thích đối đầu với mình à? Còn một anh chàng nữa. Chúng ta phải thận trọng một chút nha. Có khiên thì vào. Cùng nhau đi tập hợp những cái hình khối nào. Chưa thấy bóng dáng Blue đâu cả. Blue xuất hiện rồi đấy. Blue đang đứng ở đâu anh em ơi? Mình đi săn đồ luôn thế à? Đây rồi, đây rồi. Một căng. Ủa, không đùa nữa. Chúng ta sẽ đi tìm 9 cái gói đồ ăn, lấp đầy cái trụ này thì chúng ta sẽ chiến thắng. Đấy, Green. Green đấy các bạn, không đùa được đâu. Ê. Đuổi hộ cái. À, đi, đi, đi. Ê, trốn luôn. Đúng này rồi. Thì làm được gì đâu. Tốc độ của Blue không bằng mình. Chạy vòng tròn treo con Blue chết chơi. Hello, hello. Con Blue tức với
với mình lắm rồi đấy. Không ai được về rồi. Ai vậy lô? Đại ca đây các bạn. Win. Màn cuối cùng chúng ta sẽ phải đi thu thập 9 viên pin. Cũng như thế thôi, mình sẽ thu thập tất cả mà thôi. Chúng ta đã giành chiến thắng rồi, chúng ta chỉ cần chạy ra và lấy thôi nha các bạn. Bây giờ sẽ là tựa game mà Ultimate Bow Master. Thank you.
finish him. Look out. Brutality. Player one, choose. Boy, that hurt now. Headshot. Boy, tên bắn nhanh quá. Bullseye. Headshot. Finish him. Stick qua đây gần. Ra đi, một con tướng khổng lồ. Chưa? Bạn có cần mình gọi thêm nữa không ạ? À? Các bạn đã cảm thấy sôi động chưa ạ? Rất sôi động, rất nhiều lính. Ra được khỏi nhà luôn. Đấy là con tinh thủ nhìn nhằm giống xong đây. Xong đây bắt đi đấy. Vào, có gần 300 lính rồi. Vượt con số 300 rồi các bạn ạ. Mình sẽ đi nhà. Sẵn bằng cho anh. Four inner mortar. Stay behind. Four inner mortar. I'll take care of this. Stay behind me. I'll take care of this. Four inner mortar.
Stay behind. I'll take care of this. Stay behind me. Gold is great. Gold is great. Quân địch đâu hãy bước dậy. Tinh thần tấn công đi. Sẵn lên rồi. Attack. Ready. Chạy hả? To như thế mà phải chạy sao? Ngục luôn. Đội quân hình nộm do phù thủy biến hóa ra đang đi tấn công. Vâng, bà đang tấn công với hai người khổng lồ rất là hung dữ, nhưng mà số lượng đội quân thì nộ rất là đông, những cái chém xoáy rất là nhanh, cho đối thủ rất là hoang mang. À, gục được một người khổng lồ rồi, cả người khổng lồ tiếp theo, và chúng ta đang tiến vào nhà chính. Trượt vỏ chuối sao?
bắn nó đi. Nỏ này, nỏ đấu với súng làm sao mà đấu được. Ôi, con giữ bắn ạ. Mình tính thôi. Giữ với mình làm sao mà được. Đưa nhạc làm vũ khí với tôi à? Mày bắn làm phát chưa sợ à? Chưa sợ à? À, né hai phết. Né hai phết. Né đi. Đang còn 10 set thắng rồi còn gì nữa. Slapstick. Chết đi. Chờ một người thôi các bạn ơi. Nào. Ôi. Đưa đối phương xuống dưới biển. Tỷ lệ giành chiến thắng cao hơn. Ôi. Ở đấy bị cho máy cơ nó cơ đi. Cuồng phong nổi dậy. Ê, cứ nó vào súng à. Tạch. Ô game này tự nhiên mất tiếng nhỉ. Tạch. Từ. Ôi sao bị mất tiếng game này nhỉ. Tạch. Đưa được. Đưa nó xuống biển thôi. Tạch. Ui. Rơi xuống đi. Hay quá. Bom bơ đạm. Xuống biển luôn. Phương châm của mình là ném đối thủ xuống biển. Chạy đâu? Chạy làm sao? Anh đến đây. Sao anh phải soạn? Xuống biển đi. Ôi, chiến thắng liên tục này mình sẽ chơi game khác thôi.
hai game để mình chơi nốt. Dinosaur Rampage. Chơi sao đây? Chế độ chơi. Xui xẻo luôn. Ui, đập đầu vào tường. Ôi, từ đâu một con rất là to phi đến. Đây rồi, mình có cái hòm bên cạnh luôn nha. Chưa cho phép thì bạn chưa được đồng ý nhá. Cùng là robot. Nghèo luôn. Chúng ta sẽ chui vào
con này thì quả bình thường luôn. Ôi nó né kìa. Hai phát bắn nó ra. Ra việc ngay. Ba cái con này mình hạ phát một. Nhìn hổ báo thế thôi. Đừng ngủ với mình nhà. Còn con này ở map này mình hạ nốt đi. Bảy luôn. Video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nhé. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại. Bye bye.